xin chào các quý cô bác và anh chị chào mừng mọi người quay trở lại với kênh lan rừng hàng độc sơ rái bắc tây nguyên à, hôm nay thì ra vườn và phát hiện ra là đang có ba cái chậu lan nó đang nở hoa và các bác anh chị mới nhìn vào thì có nhận ra được đây là cái giống lan rừng gì không mọi người à, mọi người có thể nhìn thấy những cái đặc điểm về cái mặt hoa của nó nó khá là lạ so với những cái cây lan rừng mà mọi người từng thấy ha thì cây này á thì à, phần à, cánh hoa của nó là nó cứ xoắn 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 lại nè à, và phần hồng của nó là lên kiểu hồng đỏ đậm nhìn kiểu như màu đen đó mọi người à, người ta ngoài đỏ đậm người ta còn gọi là kiểu hồng đen à, và hồng nó dài 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 à, đặc biệt quan trọng nhất của nó là cái phần cánh nó là nó xoắn xoắn và cái cây lan rừng này thì có tên gọi là hoàng thảo xoắn mọi người nha à, đây là một cái giống lan có thể nói là cực kỳ hiếm gặp ở trên thị trường hiện nay luôn bởi vì cái giống này thì trong tự nhiên hiện tại khai thác nó rất là khó mọi người rất là những người thợ hái lan rừng người ta đi cũng phải là cực kỳ may mắn thì người ta mới gặp được cái giống lan này và <laughs> vườn em thì mọi người có thể thấy là siêu tâm về trồng nhân giống thì cũng chỉ được là ba cái chậu này thôi à, gọi là mới trồng nữa mọi người mới trồng thì cây bắt đầu nhú ra rễ thôi à, đây mọi người xem à, đây À, gọi là giữ lại được ít giống và cái cây này thì nhìn à, bên ngoài của nó thì nó à, nhìn giống à, khá là giống cái cây hoàng phi hạt á à, như bên đây là cây hoàng phi hạt mọi người các à, bác đừng nhầm nha phía này là hoàng phi hạt là vườn em trồng những giống để sau này à, tết à, bán cây chia cây á còn riêng à, hoàng thảo sáng thì có đúng ba chậu đây mọi người một chậu nè hai chậu nè À, và đây là ba chậu, ba chậu này hoàng tàu sáng còn lại là hoàng phi hạt hết. Nhìn thân lá thì nó cũng tương tự gần gần giống nhau nhưng mà cái thằng hoàng tàu sáng này thì cái thân lá của nó là cái màu sắc tố của nó là nó tím đậm rất là nhiều. À, đây những cái kiểu thân lá của nó mọi người và cái lá thì sờ vào cảm giác nó cũng dày hơn là cái cây hoàng phi hạt Đó, hoàng phi hạt thì thân lá nó sạch hơn mọi người thân lá nó, nó kiểu nó vàng hơn mọi người nhé vàng hơn và lá cái màu lá nó nó kiểu nó xanh trong hơn Đó, xanh trong còn thằng đây thì lá nó cảm giác là lá nó đậm màu hơn và uh, sờ vào cảm giác cũng rất là dày đối với những cái lá trưởng thanh còn lá lá nổn thì thì nó vẫn hơi mỏng mỏng bình thường nhưng mà lá, lá trưởng thanh thì nó dày hơn cảm giác dày hơn mọi người nhé rồi và đây uh, À, cây này thì có được gọi tên là hoàng thảo sắn thì thoại thì ở trong tự nhiên thì cái cây này à, đôi khi được phát hiện ở một vài nơi ở tây nguyên mọi người nha và ngoài ra thì cái địa bàn mà anh em hoặc là những người thợ hái lan rừng người ta thường hay thấy nhất của cái cây hoàng thảo sắn này là nó là ở khu vực bắc lào bắc lào mọi người nha bắc lào hả à, bắc lào mới có chứ nam lào không có đâu nha à, đây và hôm nay thì cây nó có nở hoa nên là cũng tranh thủ quay cụ thể cho mọi người xem được cái đặc điểm hình thái của cái cây hoàng tàu sắn này để anh em chúng ta có thể là biết thêm về một cái giống lan rừng nhìn cũng khá độc lạ và khá bắt mắt mọi người nha Rồi. thằng này thì nếu mà người gần thì nó sẽ có một cái hương thơm nhẹ mọi người Đó. Nói chung là nó nó không có thơm như dạ hạt đâu Nhưng mà gọi là người gân lắm Thì thấy cái mùi hương hoa À, về cách trồng cách chăm sóc thì đối với cái giống lan này thì cách trồng cách chăm sóc của nó thì cũng giống như là những cái cây hoàng phi hạt thôi à, hoặc là những cây à, à, gọi là đùi gà đó à, thì mọi người thể là trồng trồng vào những cái giá thể là bao gồm ví dụ vỏ thông cũng được hoặc là như vườn em trồng là than với sơ dừa nè đó. Sơ dừa thì mục đích là nó thêm độ ẩm thôi ngoài ra các bạn chỉ có thể là trồng giá thể than không là được đó. cứ trồng như vậy thôi trồng đặt lên cái bề mặt cố định lên bề mặt rồi rễ nó ra thì à, lâu dài thì nó tự động nó bám xuống giá thể nó mọi người à, cái cách trong cái tông sóc này à, đây như những cái chậu vườn em đang chăm này à, cũng gọi là mới ghép đó mọi người mới ghép chất được à, cỡ 10 ngày thôi Thế nhưng mà mọi người thấy cái đây là cái giống lan rừng rất khỏe nên là cái phần rễ nó ra nó bám khá là tốt nè à, bắt đầu là nó nhú rễ ra rồi à, đây hoàn thảo xoắn rồi và em cũng là từng đi rất là nhiều vườn của nhiều anh em chơi lan rừng rồi nhưng mà tự nhiên cái giống lan rừng này thì em thấy cũng khá ít anh em là có sở hữu mọi người nhé vì cái giống này nó nó không có phổ biến à, gọi là anh em cũng nhiều anh em cố gắng siêu tầm lắm thì mới có giống thôi chứ thực ra thì nó không có phổ biến giống như là những cái cây hoàng phi hạt hay là những cây lan kiếm hay là những cây dạ hạt mọi người ha à, rồi <laughs> thì mùa hoa thì cái thằng này thì thường mùa hoa thì nó giống như một số loài lan nở hè khác tức là mùa hoa nó rơi vào tầm cỡ tháng 4 tháng 5 mọi người nhé và nếu mà anh em muốn chơi hoa sớm thì thường người ta hay đợi những cây nó mập khỏe thắt ngọn rồi người ta kích hoa thì nó sẽ nở hoa sớm còn không thì nở tự nhiên thì rơi vào tầm cỡ tháng tư đó, thì hôm nay quay clip lên để giới thiệu với mọi người về một cái giống lan rừng khá là đặc sắc À, rồi xin cảm ơn mọi người nhé. À, các bác anh chị à, nếu mà có sở hữu cái cây hoàng tạo xoắn này rồi hoặc là có kinh nghiệm nào chăm sóc hoặc là kinh nghiệm kích hoa hay là trồng à, sao cho cây nó tốt thì mọi người có thể là bình luận chia sẻ ở trên kênh của em mọi người nhé. ở một bình luận ha. Kênh Lan rừng hàng độc sơ rái Bắc Tây Nguyên. Rồi à, xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip về những cái giống hoa lan đẹp và đặc sắc tiếp theo ở trên kênh lan rừng hàng độc sơ rái bắc tây nguyên hôm nay là cây lan rừng có tên gọi là hoàng thảo xoắn mọi người nhé à, em quay vào cái thời điểm là hiện tại là buổi chiều tầm cỡ 5 giờ nữa là nhìn cái hoa nó cũng không được sáng nhưng mà thằng này nếu mà quay vào nắng buổi sáng hoặc nắng trưa thì hoa sẽ đẹp hơn rất nhiều mọi người nhé à, rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà